Rồi tiếp tục là một video chia sẻ với các bạn cách để chúng ta xử lý cái tay côn. Tay côn nó bị rơ. Đây. Cái này gọi là rơ dọc. Có trường hợp nó rơ ngang là do cái lỗ này nó bị rộng quá. Nhưng mà ở đây mình chia sẻ các bạn cách xử lý nó bị rơ, rơ dọc. Này. Ta lắc ta thấy nè, quá rơ. Nhiều khi ta cầm đây ta chạy chỗ này nó lắc. Đó, thứ nhất. Thứ hai là nó báo ảo. Báo ảo độ rơ của tay côn. Khi ta bóp về tưởng nó rơ nhiều nhưng thật ra là nó không có rơ à. Nó gì mà nó có rơ nè, như là nó báo ảo nè. Bóp gì là cái gì côn nó không đi ra vô gì hết á. À. Chỉ con này sụp xịt. Nó hở quá nhiều. Thứ hai là khi ta bóp nó hay bị chẹo nè ha, bóp nó chẹo lên chẹo xuống. Thật ra bóp cũng ngon lành vậy chứ rất là chán. À. Bóp nó không có sướng gì chứ nó chạy lên chạy xuống. À. Khi mà chạy lên chạy xuống thì nó gây độ hao mòn, hao mòn trong cái lỗ này à. Giờ nó hao mòn tức là nó mài cái dây côn với ốc chỉnh này à. Nói chung rất nhiều cái hại à. Thật ra cách xử lý thì rất là đơn giản các bạn, không tốn đồng não chứ à. Rơ dọc thì chúng ta xử lý thì nó hơi khó nhưng mà nó cũng không khó lắm, còn mà rơ kiểu này rất là dễ à. Thường thì xe zin, bạn đi cầm zin hoặc là đi cầm đồ chơi thì sau một thời gian chắc chắn là nó phải có độ rơ này rồi. Này do nó ma sát trong đây nè, nó gây hao mòn, làm cho cái phần hở trong đây rất là lớn. Công việc chúng ta là chỉ cần chim vào một cái lông đền nữa là xong. Thì đây mình có đo rồi. Giờ mình đo rồi thì mình có xài một cái lông đền như thế này. Lông đền này lỗ 6 ly, à, mỏng. À, nếu bạn đo cho này thấy nó mỏng mà bạn có lông đền dày thì bạn mài nó với gạch ha, mài nó với gạch cho nó mỏng lại rất là dễ. Sau chúng ta chỉ cần chim vào đó là xong. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở ra và tiến hành chim lông đền nha. Thì ở đây mình có xài một cái con ốc đồ chơi cho nó hợp tông. Đây. Này có xài thêm một cái gọi là cục canh á, à, cục canh để cho đừng có gơ trong trong á. Cái cục canh này nó có ren luôn nha. Này biết chơi chứ mà không biết đâu, nó trước tiên chúng ta phải vệ sinh các bạn, tại chỗ này là một trong những cái chỗ mà dơ nhất trên chiếc xe, dơ nhất thì chắc chắn là cái nhông trước rồi, thằng này rất là dơ. Sau thời gian ta thấy là nó có mắc các cái mạc kim loại, ta vệ sinh sạch. Đó, vệ sinh luôn, sẵn làm thì chúng ta làm cho nó tới luôn ha, vệ sinh cho nó sạch sẽ nó đẹp, ghê quá. Nhiều khi chạy cái chục năm chưa vệ sinh rất là dơ. Đó, sơ sơ thấy nó sạch rồi. Tiếp theo sẽ xịn đây luôn ha, vệ sinh về mặt đây luôn. Chỗ này nhớt nhau nhiều lắm. Chỗ này các bạn đừng có nên xịt thuốc với mấy cái chai xịt ha. Chúng ta nên chép mỡ bò cho nó sạch sẽ và nó lâu dài. Đây. Trong này nó cũng có một cái chốt nè. Chốt tay côn đó, có giống như một cái công tắc. Nếu được thì chúng ta xịt, ta rửa luôn ha. Vệ sinh cho nó sạch vô. Đó. Thấy rất là dơ không? Sơ sơ mà nó dơ gì đó. Sáng thì các bạn nên xịt thêm một ít cái chai rồi dầu chống gỉ rồi ha. Ở trong đây nó có một cái công tắc côn nè. Xịt ít thôi, không cần nhiều. Còn nảy tốt nè. Thì trước khi mà chúng ta chim lông đền xỏ ốc vô thì chúng ta nên chét ít mỡ bò ở đây ha bạn. Đây là cái chỗ mà ma sát nè, tránh bị ma sát nó mòn tiếp. Mỡ bò rất là tuyệt vời.
Bây giờ chúng ta sẽ đưa nó vô. Đó. Thì nhét lông đình bên dưới ha. Đó, nó hở thì chúng ta khỏ nó vô. Chắc chắn là lông đền này nó không có bót rồi nha. Đây, nó khỏ nó vô. Kiểm tra lông đền nó vô chưa. Lông đền với cái lỗ này nó phải là đồng tâm. Ok, bây giờ đồng tâm rồi đó. Thêm miếng nữa. Ok ha, bây giờ nó đồng tâm rồi. Ở ốc này thì chúng ta nên thoa miếng mỡ bò ha, mỡ bò. Giảm ma sát. Rồi, bây giờ ta thả ốc nó vô. À, ta dặn lại ở đây là ta lưu ý là dặn không được bót nha. À, dặn hay nặng tay ta ngừng, bởi vì nếu mà ta dặn bót ở đây siết chặt nữa thì này nó sẽ bị bót. À, nó không có nhả, không nhả 100%. Rồi ta lóc ốc lại. Ở trên đây thì chúng ta giữ cố định, còn ở dưới thì chúng ta siết chặt. Chúng ta kiểm tra lại nó có bị bót hay không. Ok. Như vậy là tạm ổn. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại cái độ rơ trước. Đó. Đã khá hơn rồi ha. Rơ một ít là được rồi. Không cần bót lắm. Đó. Đó. Chúng ta bóp hết, thả ra. Đó. Nghe cái cách tức là nó buông 100% rồi ha. Đó. Bây giờ ta bóp nhẹ, thả nhẹ, bóp nhẹ, thả nhẹ. Đó. Còn nó có bị sự nữa không? Nói chung mà nghe được tiếng tách tức là nó ra được 100% rồi, nó không bị bót. Đó. Bóp nhẹ thả ra. Đó. Nè, con nó sát không? Nó sát rồi này ha. Nếu mà chưa sát tức là nó ra bót này rồi. Chúng ta phải nới lỏng ở trên nữa ha. Siết chặt lại. Đó, ta canh chỉnh ốc nó thôi. Nói chung bây giờ bóp rất là sướng. Đó. Bóp sướng là ai cũng phái hết. Đó. Cái tay này hành trình ngắn mà cộng thêm cái rơ nữa chắc chắn là xài không ngon lành gì hết trơn. Nói chung bây giờ rất là ngon ha. Tốn lông đền miếng mỡ bò vệ sinh mất khoảng 10-15 phút là ta có được tay côn bóp rất là sướng tay. Nói nhiều bạn cái tay côn gì đâu mà nó xa mà nó dảnh lên đó, mà lại không cầm như chơi không cầm gì mà chạy được cũng hay thiệt. Chạy xe thì chúng ta phải có một cảm giác xe nó ngon ha, bóp côn ngon lành. Hành trình nó rất là ngắn ha. Các bạn là thay cái tay này nếu lưu ý ha. Nếu không nó không ngon lành vậy trơn.
Mình đã kiếm được G này không? Đồ G đó. Thấy không? Bây giờ ông ta thấy rõ đó. Khi ta bóp gì đã tức là dây cáp chúng ta nó đi ra này không? Đi ra đi vô là ok này ha. Đồ G. Đồ G thì không cần nhiều đâu các bạn. Tại vì mỗi xe cái tay thì nó khác nhau, tay zin hành trình rất là dài. Tay đồ chơi hành trình có thể ngắn hơn. Cho nên chúng ta không có theo nguyên tắc nào hết trơn á, không nhất thiết là bao nhiêu ly đồ hở tay côn vậy chẳng ha. Chỉ cần có đồ rơ là được. Có đồ rơ. Có đồ rơ lúc đó là nghĩa là chúng ta cái đế nồi chúng ta không bị kéo ra, nó ép vào 100%. Còn nó tức là nó căng, tức là nó ép, nó không ép 100%, tức là nó bị kéo ra, rễ bị kéo ra. Chúng ta cần ép 100% để mà chạy. Ok. Bố mẹ sướng. Đấy. Bây giờ đang theo đường thẳng ha, nó không bị vảnh lên lên xuống nữa. Đó, bóp côn phải như vậy. Ok ha, đâu cần phải thay chi tốn tiền, nào cũng thay hết trơn, tiền sao chịu nổi. Lồng đền mấy trăm, có khi có xăng ở nhà ta làm lại rất là ngon. Đấy. Còn lúc lắc này là do sao các bạn? Trong này có đồ hở nữa nè, xài thời gian cái lỗ này, lỗ của cái tay này nó bị rộng. Một phần là cũng lông đờn chúng ta chim nó không bót lắm à. Chim nó không bót lắm nó hà, nó hơi hở. Nói chung như vậy là ok rồi, không cần phải bót, tại vì bót ta xiết nó dễ bị cứng lắm, rồi thêm nó chạy mưa gió rồi nó đóng bụi đây nữa thì nó càng bót, tức là bóp nó nhả ra tới đây nó dừng lại đó. Gì đâu, ok quá tuyệt. Thì ở bên sau mình chia sẻ các bạn cách thay một cái gì chỉ cáp dây côn ha, dây cáp dây côn tiết kiệm chi phí vài chục k.